Xin chào các bạn, Galaxy S4 là một trong những thiết bị hiện nay thị trường có cực kỳ là nhiều tính năng. Nếu như Xperia Z và HTC One, các bạn chỉ cần khoảng, mình nghĩ là chưa đến một ngày là có thể làm quen hoàn toàn với hai thiết bị này. Tuy nhiên với Galaxy S4 có quá nhiều cái chúng ta tùy biến và theo phong cách riêng của mỗi người. Vậy hôm nay 7S sẽ giới thiệu các bạn một cái video để chúng ta có thể làm quen dễ dàng với chiếc smartphone này, bắt đầu từ đâu và cần phải làm gì. Thì từ màn hình khóa trước đi. Thiết bị này chạy Android 4.2, vì vậy nên màn hình khóa sẽ có trang bị một tính năng mới được gọi là widget trên màn hình khóa. Khi các bạn bấm lên màn hình khóa, các bạn thấy là có một cái ô vuông khá là bé tình cờ xuất hiện ở đây. Và chúng ta bấm lại này, các bạn sẽ kéo từ cái mép màn hình qua thì các bạn thấy nó sẽ truy cập nhanh, chúng ta gọi là tính năng widget ngoài màn hình khóa. Ở nơi đây các bạn sẽ không cần phải mở máy ra, các bạn sẽ truy cập nhanh những cái tính năng này. Tương tự như là trong cái màn hình home, các widget chúng ta có thể thêm vào, bấm vào dấu cộng, thêm vào đồng hồ này, email này, tin nhắn này, điều khiển nhạc, vân vân. Đây là một tính năng rất là hữu ích với người dùng khi mà chúng ta không cần phải mở máy, là có thể truy cập nhanh những cái widget này. Đây các bạn thấy đây, các widget trong màn hình home screen của chúng ta, và với Android 4.2 có thể đưa được cả cái này ra màn hình khóa. Về màn hình home screen thì cái launcher này của máy có một tính năng chúng ta cần lưu ý, gọi là tính năng ấn các ứng dụng. Tính năng này thực ra có từ thời Samsung Galaxy S3, nhưng mà mình sẽ giới thiệu lại. Một số ứng dụng mà khi các bạn cài đặt vào thì các bạn không muốn nó hiển thị lên, như là các ứng dụng nóng không muốn cho người khác xem, hoặc là một số ứng dụng rác đi kèm, như là khi các bạn cài đặt bản đồ Google Maps thì nó sẽ có ứng dụng như là địa phương hoặc là điều hướng, các bạn không muốn thấy nó nữa thì các bạn bấm chọn nó làm mục ẩn, sau đó hoàn tất, lập tức nó không xuất hiện trên cái danh sách này, chúng ta sẽ tiện lợi hơn khá là nhiều. Về màn hình khóa thì mình giới thiệu luôn cho các bạn, trên chúng ta vào cài đặt vào thiết bị, vào màn hình khóa, sau đó các bạn sẽ thấy là có một cái gọi là hiệu ứng mở khóa. Trên Galaxy S4 chúng ta có hiệu ứng mở khóa, khi bạn mở khóa thì sẽ có một ánh sáng mặt trời kéo theo, nhìn rất là đẹp, ánh sáng này cực kỳ là ấn tượng. Tuy nhiên thì trên Galaxy S3 trước đây thì nó là hiệu ứng gợn sóng, các bạn thích cụ thể lựa chọn lại, bấm vào hiệu ứng gợn sóng này, sau đó chúng ta bấm khóa, bấm lại thì bạn thấy ngay chúng ta sẽ thay vào đấy là hiệu ứng chạm vào mặt hồ, nó rung lên như Galaxy S3, rất là thân thuộc với lại thiên nhiên trước đây mà chúng ta đã từng biết đến, và các bạn thể lựa chọn theo kiểu này nếu mà yêu thích kiểu Galaxy S3 hơn, rất là tuyệt vời. Thì trên cái màn hình khóa này thì nó có trang bị cả phím tắt. Cái phím tắt khi mà mình bật lên, các bạn thấy là chúng ta không cần phải mở máy lên, mà trên màn hình khóa sẽ xuất hiện các cái phím bao gồm gọi, tin nhắn hoặc là các phím khác. 5 ứng dụng nhanh các bạn chỉ cần vuốt lên để có thể truy cập được. Cái này các bạn có thể cài đặt, chúng ta lựa chọn ứng dụng nào cũng được, có thể đặt luôn lên màn hình khóa, bao gồm cả ứng dụng Samsung và cả ứng dụng mà các bạn đã tự cài đặt thêm vào từ bên ngoài. Ở trên này thì widget màn hình khóa thì chúng ta có thể lựa chọn cái mục là đồng hồ hoặc tin nhắn cá nhân. Các bạn sẽ để ý màn hình khóa của mình có dòng chữ ở đây là review dạo, thì các bạn có thể tự biến và ghi dòng chữ này riêng cho mình. Nếu các bạn không thích xuất hiện cái dòng chữ này, các bạn sẽ lựa chọn chế độ là đồng hồ thì nó sẽ chỉ hiện đồng hồ mà thôi, mà không hiển thị bất cứ một dòng chữ nào khác trong trường hợp các bạn chỉ thích để hình nền đây. Còn nếu mà trong trường hợp các bạn muốn khẳng định gọi là điện thoại chính chủ của mình thì các bạn sẽ ghi cái dòng chữ gọi là tin nhắn cá nhân, nó sẽ có một cái tin nhắn riêng cho mình, và các bạn có thể đặt cho mình riêng những dòng chữ đấy, review dạo hoặc là bất cứ cái gì mà các bạn muốn, rất là hay. Như vậy là chúng ta đã nói qua về màn hình khóa, một số cái điểm mới của chiếc Samsung Galaxy S4. Tiếp theo là về màn hình hiển thị. Màn hình hiển thị của Galaxy S4 là cải thiện thêm một cái chế độ mới, gọi là chế độ màn hình. Trước đây thì các thiết bị Samsung cũng có nhưng không thực sự hữu ích cho lắm. Chế độ này thì chúng ta có thể chỉnh màu sắc của Galaxy S4 cho đúng tông màu của mình. Các bạn để ý cái màn hình của máy, nếu chúng ta để chế độ sống động, màn hình của nó thể hiện điểm mạnh nhất của Super AMOLED là cho những cái màu sắc của nó được đẩy mạnh lên rất là đậm và lĩnh mắt người dùng. Nhưng mà nếu các bạn đang chuyển từ thiết bị Sony hoặc là từ HTC sử dụng màn hình LCD, nó trung thực, nó trong hơn thì các bạn lại chuyển về chế độ phim. Lúc này thì màn hình của máy sẽ không bị ám màu nặng, màu xanh, và cũng không bị đẩy cái tông màu lên quá cao, chúng ta nhìn sẽ dịu mắt hơn rất là nhiều, cực kỳ là tuyệt vời. Các bạn nên lưu ý tính năng này sẽ rất là hữu ích. Trong mục màn hình còn một chế độ được gọi là chế độ bảo vệ màn hình. Chế độ này chính là chế độ có thể nói là chính là screen saver trên laptop hoặc là điện thoại ngày xưa. Nghĩa là khi các bạn lâu quá không dùng điện thoại, khi các bạn cắm sạc hoặc là để vào dock thì lập tức nó sẽ chạy cái screen saver này. Và đây là mình bật chế độ bảo vệ màn hình lên, thì các bạn được lựa chọn ví dụ là mục bảng ảnh nhá. Sau mình bấm vào cài đặt, các bạn được lựa chọn cái folder, ở đây mình lựa chọn folder camera. Sau đó mình sẽ thử chế độ, mình bấm thử bắt đầu ngay, các bạn thấy lên. Thì đại khái nó sẽ chạy các slideshow hình ảnh mà các bạn đã thiết lập sẵn, và nó sẽ hoạt động khi chúng ta cắm sạc, như vậy thì sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến pin. Thì các bạn có thể vừa sạc vừa để chiếc máy này trên bàn xem như là một cái khung ảnh chạy slideshow, rất là tuyệt vời. Thì cái tính năng này thực sự là mình nghĩ các bạn nên tắt đi, tiết kiệm pin là tốt nhất, và thực sự là nếu bật lên chúng ta sạc pin thì nó sẽ tốn nhiều pin hơn rất là nhiều. Về màn hình hiển thị cũng như là màn hình khóa đã xong, và tiếp theo là đến thanh thông báo trạng thái. Galaxy S4 có những tính năng rất là tuyệt vời, đó là trang bị những cái phím tắt nhanh, chúng ta có thể bật tắt nhanh, kết nối wifi, dữ liệu 3G. Cái này thì HTC họ không có, và Sony họ rất là giới hạn cái tính năng này.
Bên cạnh đấy, trên Android 4.2 có một phím góc phải này cho phép các bạn chỉ hiển thị thêm cực kỳ nhiều cái phím tắt chúng ta có thể xem ra diện danh sách và sử dụng ngay. Ngoài ra các bạn khi bấm vào chiếc bút này, các bạn có thể sắp xếp lại những phím tắt. Ví dụ như là cái tính năng GPS gần như là mình không bao giờ sử dụng, thì mình sẽ kéo nó thay bằng vị trí là cái phím bật tắt dữ liệu mạng 3G thì nó sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Khi các bạn thay vị trí xong, các bạn thấy là cái dữ liệu mạng của mình sẽ được đẩy lên trên và chỉ cần kéo xuống là mình có thể sử dụng ngay, rất là tiện lợi trên Samsung Galaxy S4. Ngoài ra thì còn lại những cái tính năng như là xem không chạm, thao tác tay không chạm, nghỉ thông minh, thì những cái này Samsonet có một cái video riêng giới thiệu các bạn về những năng lực nổi bật của Galaxy S4 thì các bạn nên xem riêng, và đây mình sẽ không nhắc lại về những cái tính năng đấy nữa. Về Galaxy S4 mình sẽ nói về một cái điều mà các bạn sẽ đừng thắc mắc quá nhiều về bộ nhớ của máy. Nếu các bạn mua máy về 16GB mà chỉ trống còn khoảng 8.22GB hoặc là 8.82GB thì nguyên nhân là máy là có quá nhiều những cái gì mặc định, bao gồm 280MB là những ứng dụng mặc định mà Samsung cài đặt vào. Các bạn có thể thấy đây những tính ứng dụng riêng của Samsung nên nó chiếm rất nhiều bộ nhớ. Ngoài ra những cái gì mà tính năng như kiểu là Smart Alert, xem không chạm, có thứ vân vân, những cái đấy cũng làm cho bộ nhớ của máy mất nhiều đi, nên các bạn sẽ không cần phải thắc mắc là tại sao em mua 16GB mà chỉ có 1/2 cái dung lượng như thế này. Trên HTC One và Xperia Z cũng có chiếm nhưng cũng không quá chiếm nhiều như là Galaxy S4, có lẽ vì Android 4.2 cũng nặng hơn rất là nhiều. Và như vậy thì mình đã giới thiệu qua các bạn về cái video làm quen chúng ta một số cái điều cơ bản về Galaxy S4, như là màn hình khóa của chúng ta có rất nhiều cái để tùy biến này, thanh thông báo trạng thái, rồi cái Launcher App Drawer của chúng ta, màn hình hiển thị làm sao cho phù hợp với mắt nhìn người dùng. Và hy vọng trong điều kiện tương lai, Samsonet sẽ có một số video khác để chúng ta tìm hiểu sâu hơn về những tính năng còn lại như là Group Play hoặc là các tính năng như là tập sức khỏe S-Health. Các bạn cảm thấy video hữu ích, đừng quên like, share với bạn bè, subscribe YouTube của chúng tôi và hẹn gặp lại các bạn các chương trình lần sau.